sao ông chủ lại đuổi khách? Hả ông chủ? Nói đi. Họ là người nhà, quấy phá chứ không phải khách. Còn cô là ai? Thuộc băng nhóm nào mà vô đây muốn quậy hả? Là ai? Trả lời câu hỏi của ông chủ tôi nhanh. Cô là ai mà ăn mặc cái... Trời đất ơi, sao thấy ghê quá, giống người quả tình quá. Vào đây làm gì? Nếu cần á thì ông chủ tôi có thể cho cô đôi ba chỉ để kéo nguyên băng đi nhậu. Ông nín đi, ông đừng có tưởng ai cũng ham tiền như ông vậy. Nếu không phải thì cô vô đây làm cái gì hả? Tôi nhờ hai bà này cho phép tôi được vào đây để báo tin về chú rể cô dâu và cô dâu phụ. Sao cô biết họ thật hả? Họ ở đâu bây giờ? Ở đâu? Chính tôi chở họ đi chơi cả ngày nay để lẩn tránh cái đám cưới khó coi mà ai cũng sợ, nhưng cuối cùng lại về đây để đối mặt cho vui. Cô chớ nói lôi thôi, bữa nay là hỷ sự, mau chỉ giùm con tôi hiện nay vợ nó ở đâu. Con mía sẽ về nếu chú Lục ông ta thú thật đám cưới này là hôn sự xấu xa. Hai ông gặp vợ con và mua duyên bán nợ, chia rẽ tình thằng không để ông chủ duyên còn nhung. Trời ơi, cô ở băng nhóm nào tới quậy phá hôn nhân, rồi xúi dục hai bà nói bậy bạ tùm lum. Nè, cô bé cần tiền á, cứ ra dấu là xong. Một vài câu cho cô, ông chủ không hẹp đường. Mấy người bịt miệng tôi à, không phải dễ ăn đâu. Nè, hai bà thấy chưa, họ quen tay hở ra là mua chuột. Cô hãy đi ngay, để ta tiếp tân nhập tiệc. Đừng mà để khách tân hôn đến tống cổ cô đi ra, nghe chưa? Thức cười quá. Tôi thấy bàn không chứ có tiệc tùng gì đâu mà có khách. Mà không có khách tới thì lấy ai mà tống cổ được tôi. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi muốn nói ông chủ khỏi lo sợ khách đến mà chưa có mặt cô dâu chú rể. Vì tất cả thiệp cưới của ông, cô ái mỹ giao cho tôi giữ hết rồi, chẳng gửi mời ai tấm nào đâu. Xin trả lại cho ông đây. Hả? Trời ơi, thế ra cô là... Là ái mỹ, là con gái của ông đó. Trời ơi, con tôi nó hại tôi. Trời ơi, hai bà đã hại hai ông rồi. Ê, ông chủ, trời. Ba, tôi xin lỗi ba. Bất đắc dĩ con mới làm như vậy, vì không thể thuyết phục ba. Cũng vì tôi và con ông muốn vãn hồi danh dự cho ông, vì vãn hồi tình yêu hạnh phúc thật sự cho hai người bạn của nó. Trời ơi, mấy người toa rập với nhau để hạ bệ hai thằng già này phải không? Ơi, má con Nhung, tại sao bà làm vậy hả? Bà có biết ông chủ bỏ ra bao nhiêu triệu để tổ chức cái đám cưới này không? Rốt cuộc cả số tiền quan phí. Thưa ba và chú Lục, số tiền của ba bỏ ra đặc biệt không quan phí chút nào đâu. Sao con? Hả? Bộ con đòi lại được hả con? Không phải đòi, mà con với má không đưa tiệc về đây, nhưng cho mở tiệc cưới luôn tại nhà hàng bên kia đường kìa. Mở tiệc tại nhà hàng khác? Và hồi nãy tôi sang bên ấy để đứng chủ hôn cho thằng Phong và bên đàn trai, còn tôi chủ hôn bên đàn gái con tôi. Trời ơi, hai bà đẩy hai ông vào cửa tử rồi. Thưa ba và chú Lục, lễ cưới bên đó vừa xong, đôi tân nhân sắp đến đây để cảm ơn ba má đó. Trời ơi, xìu. Ông chủ, trời ơi, cái lẩu dê này nó nặng dữ. Thưa ông chủ, bà chủ, chúng con nhận thấy mình có lỗi khi đã đồng tình cùng cô ái mỹ trở về đấy, làm cho đảo lộn lễ vu quy. Mà ông chủ đang cử hành
thân để giải bài được trái tim. Con xin ba cảm thông, tha cho chúng con một lần, nhờ cô mỹ hết lòng cùng bà chú giúp con. Dạ, tụi cháu là bạn anh Phong, mong cho duyên nợ ảnh vuông tròn. Nay được sang tỏ rõ ràng, bác hãy cùng chung vui. Thôi đừng ai nói lung tung, lỗ tai tôi nổ lung bùng. Ai mừng vui cứ vui mừng, tôi đưa ông chủ vào trong. Điện đột ngột nổ tung, cánh sao cõi ngỡ ngàng, thắng mực ngộ đau lành. Có trách gì con ai mỹ, xin cảm ơn cháu mỹ đã giúp đỡ con hải nhung. Này cô dâu